Thưa quý vị, không giống các sách văn chương kinh điển, đòi hỏi việc dịch thuật cần nhiều kinh nghiệm và vốn sống để mang đến một bản dịch dễ đọc, dễ hiểu. Các tác phẩm sách cho thiếu nhi cần sự vui tươi và một văn phòng dễ đọc dành cho các em nhỏ. Vì thế, nhiều cuốn sách thiếu nhi hiện nay do chính các bạn nhỏ dịch khiến cho công việc dịch thuật được trẻ hóa, đầy thú vị và sáng tạo. Dù chỉ mới 10 tuổi, dịch giả nhí Lily đã có trong tay 4 cuốn sách dịch. Một trong số đó là cuốn sách khoa học lịch sử Unstoppable Us, không thể dừng bước. Với chất văn trong trẻo của mình, Lily đã mang những kiến thức về cách loài người đã chinh phục thế giới đến với độc giả nhỏ tuổi. Khi con gặp những từ khó thì con sẽ tra từ điển. Khi con hiểu được cái từ đấy thì con sẽ hiểu được cái câu. Hiểu được câu thì con phải diễn đạt làm thế nào để cho nó trôi chảy và hấp dẫn để người đọc người ta có hứng thú đọc. Con thấy khó ở những cái đoạn mà tác giả dùng từ mới và những cách diễn đạt khó hiểu. Tuy nhiên việc dịch sách không quá khó với con bởi vì là con đã đọc nhiều sách tiếng Anh và tiếng Việt ở nhiều trình độ khác nhau. Bên cạnh việc dịch sách, Lily còn lập kênh YouTube riêng để đọc sách cho những bạn nhỏ chưa biết chữ. Từ đó khuyến khích các bạn yêu thích sách. Nếu mình muốn con mình đọc sách và yêu thích sách thì bản thân ba mẹ cũng sẽ phải là tấm gương cho con. Từ bé mua cho cháu những cái quyển sách rất đơn giản, chỉ có vài ba tờ thôi. Cháu làm quen với sách, lớn hơn thì làm quen với quyển sách có ít tranh hơn và nhiều chữ hơn. Cũng có niềm yêu thích đọc sách giống Lily, Khang Thịnh, một cậu học trò 15 tuổi nhưng đã sở hữu 2 cuốn sách tự sáng tác và 1 cuốn sách dịch. Evie và Chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới của tác giả Matt Haig được Thịnh dịch vỏn vẹn trong chưa đầy 3 tháng. Em đã được tiếp xúc với cả văn hóa, truyền thông và các tài liệu về phương Tây từ rất sớm. Và điều này đã cho em hiểu được thêm về văn hóa và ngôn ngữ. Trong quá trình dịch thì cũng có những từ ngữ không xuất hiện ở trong tiếng Việt, hoặc là phải sử dụng những cái cụm từ rất là dài ở trong tiếng Việt thì mới có thể giải thích được nghĩa của những cái từ trong tiếng Anh đấy. Nên là đấy cứ là một cái thử thách cho em. Bên cạnh tác phẩm dịch, Khang Thịnh còn sáng tác 2 cuốn sách dành cho thiếu nhi. Trong đó, Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy đã giành giải sách hay năm 2020, giúp Khang Thịnh trở thành tác giả sách nhỏ tuổi nhận được giải thưởng này. Việc các bạn nhỏ tham gia vào các hoạt động dịch vừa là một cái quá trình để các bạn ý học thêm, luyện tập thêm. Các bạn ý sẽ cố gắng là để làm thế nào để có thể hiểu được đúng ý của bản gốc nhất có thể và tìm cách diễn đạt nó ở cái mức rõ ràng. Bên cạnh Lily hay Khang Thịnh, hiện có một số bạn nhỏ khác cũng đã và đang đóng góp công sức vào thị trường xuất bản. Những dịch giả nhí này hy vọng việc viết và dịch sách của mình sẽ giúp những người bạn đồng trang lứa tự tin viết lên những suy nghĩ và trí tưởng tượng của bản thân.